giáo xứ Ba Lụa mừng tân chánh xứ, mừng 24 năm linh mục của cha Du Xe Phan Trọng Quang. Thánh lễ nhậm chức chánh xứ của cha Tô Ma Trương Hoàng Phúc do Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, chủ tế. Cũng trong dịp này, mừng kỷ niệm 24 năm thụ phong linh mục cha Du Xe Phan Trọng Quang, đặc trách tu sĩ giáo phận Phú Cường. Lúc 17 giờ 30 ngày 16 tháng 12 năm 2018, Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, Chủ tế Thánh lễ nhậm chức chánh xứ cha Tô Ma Trương Hoàng Phúc. Và đây cũng là dịp mừng kỷ niệm 24 năm thủ phong linh mục cha Du Xe Phan Trọng Quang, đặc trách tu sĩ của Giáo phận Phú Cường. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng của quý cha đồng tế cùng đông đảo bà con, thân nhân và giáo dân giáo xứ bà Lụa. Bắt đầu thánh lễ là nghi thức nhậm chức của cha Tô Ma, cha An Tôn Hà Văn Minh lên đọc văn thư bổ nhiệm của Đức cha Du Xe, cho cha Tô Ma Trương Hoàng Phúc làm chánh xứ giáo xứ bà Lụa. Cha Tô Ma tuyên xưng Đức Tin, lập lại lời hứa khi chịu chức linh mục, và Đức cha Du Xe trao cho cha dây các phép và chìa khóa nhà tạm. Trong bài giảng lễ, Đức cha Du Xe nhấn mạnh, Thánh Doan kêu gọi mọi người sám hối đích thực, quan tâm những ai cần được giúp đỡ, trao phó cuộc sống trong tay Chúa để luôn có Chúa ở cùng. Trong tinh thần khiêm tốn, chúng ta đón mừng Chúa đến cứu chuộc dân người, để mọi người vui sống bình an, hạnh phúc. Trong vai trò bổn phận Chúa đặt để cho từng người hãy biết yêu thương, biểu lộ niềm hy vọng, mừng vui trong không khí Giáng sinh đang đến thật gần. Sau phần hiệp lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo sứ cảm ơn Đức Cha Du Xe, cảm ơn quý cha đồng tế, nam nữ tu sĩ, nhất là chúc mừng Cha Du Xe trong ngày kỷ niệm 24 năm thủ phong linh mục và cha tô ma trong ngày vui nhậm xứ thánh lễ diễn ra trong bầu không khí xuất sắc của quý cha đồng tế cùng đông đảo bà con thanh nhân và giáo dân trong giáo xứ bà lụa sau thánh lễ quý cha chụp hình lưu niệm sau đó mọi người cùng dùng bữa ăn chiều trong tình huynh đệ thân thương <laughs>